19. Phẩm mộng hành. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng chẳng đắm trước ba cõi và cũng chẳng ca ngợi địa vị nhị thừa, tùy quán các pháp như những gì thấy trong giấc mộng, nhưng đối với Niết Bàn có thể chẳng thù chứng, thì đó là tướng Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Phật thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, hoặc thấy tự thân có việc như thế, thì đó là tướng các Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy Phật đủ các tướng tốt, có hào quang chiếu sáng rực rỡ bao trùm quanh một tầm, cùng vô lượng chúng phóng lên hư không hiện các đại thần thông giảng thuyết các điều cốt yếu của chánh pháp và hóa làm người biến hóa, bảo đi đến vô biên cõi Phật ở phương khác làm các Phật sự, bảo thấy tự thân có việc như thế, thì đó là tướng các Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát trong giấc mộng thấy kẻ giặc dữ phá hoại thành ấp, hoặc thấy lửa cháy bùng lên thiêu đốt xóm làng, hoặc thấy thú dữ muốn đến hại mình, hoặc thấy oan gia muốn chém đầu mình, hoặc thấy cha mẹ sắp chết, hoặc thấy mình bị các việc khổ đến bức bách, tuy thấy các việc sợ hãi như thế nhưng chẳng kinh sợ, cũng chẳng lo buồn, khi thức dậy luôn tư duy đúng đắn, ba cõi chẳng chân thật, đều như chiêm bao. Khi ta đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ thuyết pháp cho các hữu tình biết ba cõi đều là hư vọng, đều như cảnh chiêm bao, thì đó là tướng các Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát cho đến trong giấc mộng thấy có các loài hữu tình ở cảnh giới địa ngục súc sanh ngạ quỷ, liền nghĩ ta phải siêng năng tu hạnh Bồ Tát, mau thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ở trong cõi Phật của ta không có những cảnh giới và tên xấu ác như địa ngục súc sanh ngạ quỷ, khi thức dậy cũng nghĩ như thế. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát ấy, khi thành Phật quốc độ thanh tịnh không có nẻo ác và tên của cõi kia, thì đó là tướng các Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát trong giấc mộng thấy lửa thiêu đốt các loài hữu tình trong địa ngục vân vân, hoặc lại thấy thiêu đốt xóm làng thành ấp, liền phát nguyện, nếu ta đã được thọ ký bất thối chuyển, thì nguyện lửa dữ này tắt ngay biến thành mát mẻ. Khi Bồ Tát này phát nguyện như thế, trong giấc mộng thấy lửa lập tức tắt ngay, thì nên biết đã được thọ ký bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát này khi phát nguyện như thế mà trong giấc mộng thấy lửa chẳng tắt ngay, thì nên biết chưa được thọ ký bất thối chuyển. Khi thức dậy, thấy lửa thiêu đốt các thành ấp, theo nguyện lửa tắt ngay hay chẳng tắt cũng như thế. Lại nữa thiện hiện, nếu các Bồ Tát khi thức dậy thấy lửa thiêu đốt các thành ấp, liền nghĩ, nếu ta thật có tướng bất thối chuyển thì nguyện lửa dữ này lập tức tắt ngay và biến thành mát mẻ. Nghĩ xong nói ra nhưng lửa chẳng tắt ngay, lại còn thiêu đốt từ làng này lan qua làng khác, hoặc thiêu đốt từ nhà này lan qua nhà khác. Lần lượt như thế, lửa đó mới tắt, thì nên biết các Bồ Tát này cũng đã được thọ ký bất thối chuyển, nhưng bị thiêu đốt là do ương họa của hủy báng chánh pháp còn lại, hoặc biểu hiện tướng khổ của hủy báng chánh pháp ở tương lai. Lại nữa thiện hiện, hoặc các Bồ Tát thấy có nam tử hoặc nữ nhân đang bị phi nhân mê hoặc chịu các khổ não, chẳng thể xa lìa, liền nghĩ, nếu các Đức Như Lai biết ta đã được ý muốn thành tịnh, biết ta đã được thọ ký bất thối chuyển, đã xa lìa địa vị thanh văn độc giác vân vân, chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nguyện các ngài rủ lòng thương xót soi xét tâm niệm của ta đã nghĩ, nếu ta thật có thể tu hạnh bồ tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu giúp dứt khổ sanh tử cho hữu tình, thì nguyện nam tử hoặc nữ nhân này chẳng bị phi nhân làm não loạn, chúng theo lời ta nói sẽ lập tức bỏ đi. Các Bồ Tát này khi nói như thế, nếu phi nhân kia chẳng chịu bỏ đi, thì nên biết chưa được thọ ký bất thối chuyển. Nếu phi nhân kia lập tức bỏ đi, thì nên biết đã được thọ ký bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, có các Bồ Tát thật chưa được thọ ký đắc bất thối chuyển, thấy nam tử hoặc nữ nhân đang bị phi nhân mê hoặc, chịu các khổ não chẳng thể xa lìa, bỗng dưng liền phát lời chân thật chí thành, nếu ta đã được thọ ký bất thối chuyển thì khiến cho nam tử hoặc nữ nhân này chẳng bị phi nhân làm rối loạn, phi nhân vâng theo lời ta sẽ nhanh chóng bỏ đi. Khi ấy ác ma vì dối gạt người kia nên liền xua đổi hối thúc làm cho phi nhân lập tức bỏ đi.
Lý Sang vì oai lực của ác ma mạnh hơn phi nhân, nên phi nhân vâng lời ma lập tức bỏ đi. Khi ấy, Bồ Tát kia nghĩ, phi nhân bỏ đi là nhờ oai lực của ta. Lý Sang vì phi nhân kia vâng theo lời thệ nguyện của ta, lập tức buông thả những nam tử nữ nhân này, chứ không do nguyên nhân nào khác. Các Bồ Tát này chẳng thể biết rõ được là việc làm của ma, mà bảo là do năng lực của mình sanh tăng thượng mạng khinh chê các Bồ Tát khác, nên tuy siêng năng tinh tấn nhưng hoàn toàn chẳng thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, rơi vào hàng nhị thừa, luôn bị ác ma mê hoặc. Do đó Bồ Tát nên hiểu biết rõ về việc tu các thiện nghiệp của các ác ma. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát thật chưa được thọ ký đắc bất thối chuyển, xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, nên chưa khỏi bị ma dối gạt. Nghĩa là có các ác ma vì muốn lừa gạt nên phương tiện biến hóa ra các thứ hình tướng, đi đến chỗ Bồ Tát nói thế này: bạn có biết không, chư Phật quá khứ đã từng thọ ký cho bạn Đại Bồ Đề, tên tuổi sai khác trong bảy đời của bạn cho đến quyến thuộc ta đều biết hết. Bạn sanh ở phương đó, nước đó, thành đó, ấp đó, trong xóm làng đó. Bạn sanh năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, sanh vào ngôi sao của thiên vương đó. Như thế ác ma nếu thấy Bồ Tát bẩm tánh yếu đuối, các căn ám độn, liền dối trá thọ ký bạn ở đời trước bẩm thọ căn tánh đã từng như thế. Nếu thấy Bồ Tát bẩm tánh kiên cường, các căn sáng suốt lanh lợi, liền dối trá thọ ký bạn ở đời trước cũng từng như thế. Nếu thấy Bồ Tát đầy đủ các công đức đầu đà và hạnh thù thắng khác, liền dối trá thọ ký bạn ở đời trước cũng từng như thế. Đầy đủ các công đức nên tự vui mừng, chớ nên tự khinh. Bấy giờ các Bồ Tát kia nghe ác ma nói về các công đức quá khứ hiện tại của mình, vui mừng hớn hở sanh tăng thượng mạn chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác. Ác ma biết xong lại bảo: bạn nhất định thành tựu công đức thù thắng, chư Phật đã thọ ký cho bạn Đại Bồ Đề nên đã có tướng điểm lành thù thắng hiện tại hiện ra như thế. Ác ma vì làm rối loạn nên lại dối hiện làm các thứ hình tướng, đi đến chỗ Bồ Tát tỏ vẻ thân ái nói: bạn này đã đủ đức bất thối chuyển nên tự kính trọng, trở nên tôn kính người. Khi Bồ Tát này nghe những lời của ác ma xong, lòng tăng thượng mạn lại càng vững chắc thêm, khiến cho vốn đã xa trí nhất thiết trí lại càng xa hơn, cho nên Bồ Tát muốn đắc Bồ Đề phải biết rõ các việc làm của ác ma. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát chẳng thể biết rõ danh tự thật tướng, chỉ nghe danh tự hư dối, sanh chấp trước. Có ác ma phương tiện biến hóa các thứ hình tướng đến bảo Bồ Tát: sự tu hành của bạn hạnh nguyện đã viên mãn, không lâu sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Khi bạn thành Phật sẽ được danh hiệu tôn quý và công đức thù thắng như thế. Nghĩa là ác ma khi biết Bồ Tát này luôn luôn ước nguyện khi ta thành Phật sẽ được danh hiệu tôn quý như thế, nên ác ma theo ước nguyện đó mà thọ ký cho. Khi ấy Bồ Tát này vì xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, nghe mà thọ ký nên suy nghĩ: lạ thay, người này thọ ký cho ta sẽ thành Phật với danh hiệu tôn quý tương ứng với ước nguyện từ lâu của ta, vậy chắc chắn ta sẽ thành Phật với danh hiệu tôn quý hơn người khác. Ác ma thọ ký danh hiệu cho người kia như thế, vì vậy mà kiêu mạn tăng mãi, khinh miệt các Bồ Tát có thật đức khác. Do đó càng xa lìa vô thượng Bồ Đề, rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Các Bồ Tát này hoặc có thân như thế, gần gũi bạn lành, trí thành sám hối, tùy trôi lặn trải qua nhiều đời sanh tử, nhưng cuối cùng sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Hoặc có thân này chẳng gặp bạn lành, trí thành sám hối, thì người kia nhất định trôi lặn sanh tử, nhiều đời ngu si điên đảo, về sau mặc dù có tinh tấn tu các nghiệp lành nhưng vẫn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác, kiều mạn khinh chê các Bồ Tát khác. Như thế tội nặng hơn tứ trọng và ngũ vô gián gấp vô lượng lần. Thế nên Bồ Tát phải hiểu rõ về sự thọ ký với danh hiệu hư dối vân vân là việc làm vi tế của ma, không nên kiêu mạn khinh chê Bồ Tát khác. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát ở núi rừng đồng hoang tu hạnh viễn ly. Bấy giờ có ác ma đi đến chỗ Bồ Tát đó, cung kính khen ngợi nói thế này: đại sĩ thường tu hạnh chân thật viễn ly, hạnh viễn ly này hiền thánh khen ngợi, chư thiên long thần đều bảo vệ. Thiện hiện nên biết ta chẳng khen ngợi hạnh viễn ly này cho là chân thật. Thiện hiện bạch: bạch Thế Tôn, hạnh viễn ly này nếu chẳng phải chân thật thì còn có hạnh nào? Phật bảo thiện hiện: nếu các Bồ Tát ở thành ấp hoặc ở núi rừng đồng hoang chỉ xa lìa phiền não, tác ý nhị thừa, thực hành bát nhã và làm mật đa sâu xa thì gọi là hạnh chân viễn ly của Bồ Tát.
Hạnh viễn ly này chư Phật Thế Tôn chấp nhận khen ngợi Bồ Tát nên học, làm cho các Bồ Tát mau chứng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết mà khen ngợi người thường ở núi rừng đồng hoang, ngồi yên tịnh tư duy, nhưng còn xen tạp phiền não tác ý nhị thừa, xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thể viên mãn trí nhất thiết trí. Có các Bồ Tát tùy ưa tu hành pháp hạnh viễn ly, được mà khen ngợi mà sanh lòng khinh miệt các Bồ Tát khác. Thường ở xóm làng thành ấp tu hạnh chân viễn ly, thì thiện hiện nên biết các Bồ Tát này xa lìa bát nhã ba la mật đa, tuy trải qua thời gian lâu ở núi sâu đồng hoang tu hạnh viễn ly, nhưng chẳng biết rõ pháp trần viễn ly, tăng thêm kiêu mạn, càng sanh ưa đắm địa vị nhị thừa, hoàn toàn chẳng thể đắc vô thượng Bồ Đề. Chẳng phải là điều Phật Thế Tôn khen ngợi chấp nhận, cũng chẳng phải chỗ nên tu hành của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết ta khen ngợi pháp chân tịnh viễn ly của các chúng Bồ Tát. Các Bồ Tát này hoàn toàn chẳng thành tựu hạnh ấy, ở trong hạnh chân tịnh viễn ly cũng chẳng thấy có hành tướng tương tự. Nhưng các ác ma vì lừa gạt Bồ Tát kia, làm cho sanh kiêu hạn khinh Bồ Tát khác, nên đi đến trong không trung ân cần khen ngợi đây là pháp hạnh chân tịnh viễn ly. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này ở núi rừng đồng hoang, nhưng tâm náo loạn chẳng thể tu học hạnh chân viễn ly. Có các Bồ Tát tuy ở xóm làng thành ấp, nhưng tâm tịch tĩnh thường hay tu học hạnh chân viễn ly. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này đối với các chúng Bồ Tát thường tu học hạnh chân viễn ly, khinh chê hủy báng như kẻ hàng thịt. Còn đối với các chúng Bồ Tát chẳng thể tu học hạnh chân viễn ly thì cung kính cúng dường tôn trọng như Phật Thế Tôn. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này xa lìa bát nhã ba la mật đa, phát sanh các thứ phân biệt chấp trước, nghĩ sự tu học của ta là chân viễn ly, nên được phi nhân đi đến chỗ ta khen ngợi hộ niệm. Người ở thành ấp thân tâm rối loạn, ai mà hộ niệm khen ngợi kính trọng? Các Bồ Tát này tâm nhiều kiêu mạn, ác nghiệp phiền não ngày đêm tăng trưởng. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này đối với chúng Bồ Tát là kẻ hàng thịt, làm nhơ nhớp chúng Đại Bồ Tát, cũng là kẻ giặc lớn trên cõi trời trong loài người, dối gạt trời người A Tố Lạc vân vân. Thần tùy mặc pháp y của Sa Môn, nhưng tâm thường ưa ôm ấp ý như kẻ giặc. Những bậc phát tâm hướng đến Bồ Tát thừa thì chẳng nên gần gũi cung kính cúng dường họ. Vì sao? Vì những hạng người này ôm lòng tăng thượng mạn, bề ngoài thì giống như Bồ Tát, nhưng bên trong lại nhiều phiền não ác nghiệp dẫy đầy. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát chân thật chẳng bỏ trí nhất thiết trí, cầu chứng vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích an vui cho khắp tất cả là hữu tình, thì không nên gần gũi hạng người ác như thế. Thiện hiện nên biết các chúng Đại Bồ Tát phải thường tinh tấn tu sự nghiệp trần tịnh, nhằm lìa sanh tử, chẳng đắm trước bao cõi. Đối với hạng người hàng thịt và ác tặc kia, luôn phát tâm từ bi hỷ xả, nghĩ ta chẳng nên phát khởi tội lỗi như kẻ ác kia. Giả sử lúc bị thất niệm thoáng khởi lên như họ, liền tỉnh giác trừ diệt. Thế nên Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải tỉnh giác, biết rõ việc của các ác ma, siêng năng tinh tấn xa lìa, trừ diệt tội lỗi như Bồ Tát kia đã tạo, siêng năng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát học như thế thì chính là khéo tỉnh giác về việc làm của ma. Hết quyển thứ 563.